Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục em lại lên cho anh em và các bác những cái mẫu lọc nguồn điện sạch. Đây là ổ cắm lọc điện sạch anh em nhé. Đây rất nhiều anh em và các bác thì có thắc mắc và có rất nhiều những cái câu hỏi về có nên đầu tư vào nguồn điện hay không, hay là nguồn điện nó có thật sự quan trọng hay không. Đấy, rất là nhiều những câu hỏi về nguồn điện. Thì hôm em làm một cái video để nói về cái nguồn điện. Đấy, nguồn điện về audio anh em nhé. Nguồn điện gọi là nguồn điện chuyên nghiệp đấy, để anh em chơi audio chuyên nghiệp. Thì đầu tiên cái ưu điểm của con lọc điện là nó sẽ bảo vệ được cái thiết bị cho anh em, nó tăng tuổi thọ cho cái thiết bị của anh em, như là âm ly này, vang này hay là đẩy này. Đấy, thì rất nhiều anh em sử dụng rất là nhiều những thiết bị đắt tiền, có những con đẩy, có những con vang nó lên vài triệu, chục triệu, có những vài chục triệu đồng cũng có đấy, mà anh em chỉ cần đầu tư thêm một chút ít về cái con ổ cắm lọc điện thôi. Đấy, anh em biết là có những con biến áp cách ly ạ, nó tới vài chục triệu đồng, có con đắt cũng phải lên 70-80 triệu đồng để người ta đầu tư vào cái nguồn điện. Đấy, thì anh em không có lý do gì anh em hỏi cái câu hỏi là nguồn điện có quan trọng hay không. Nếu mà không quan trọng thì người ta không bao giờ đầu tư như thế, hay là những cái hãng sản xuất ra những cái cục lọc điện ạ, kể cả từ trong y tế hay là từ trong tất cả những cái máy thiết bị y tế đấy ạ, thì nó đều có cái cục lọc điện hết. Đấy, để nó cho cái ra chất lượng điện nó tốt nhất, nó không bị gọi là lên xuống bất thường. Đấy, nên tại sao cái cục lọc điện nó rất là quan trọng anh em nhá, để cho ra, kể cả trong audio cũng vậy, nguồn điện nó rất là quan trọng. Đấy, thì hôm nay em có mang đến cho anh em và các bác những cái ổ cắm lọc điện. Thì trên đây em đang làm cái ổ cắm 6 chấu này. Đấy, con này thì anh em vừa có thể chạy điện 100 hay là chạy điện 250V 50 đến 60Hz, con này là 30A anh em nhá. Đấy, thì ở đây sẽ có một cái đường cắm nguồn này, anh em nhìn một vòng. Đây, bật tắt. Mà kể cả nhá, nhiều anh em đầu tư vào dây dẫn nhưng mà cũng quên đầu tư vào lọc điện. Đấy, nhiều anh em rất là để ý vào những cái dây dẫn tín hiệu như dây AV, dây loa, nhưng mà quên mất cái nguồn điện, nó cũng rất là quan trọng. Đấy, tuy bên em bán cả dây cả lọc nhưng mà em cũng phải nói như vậy cho anh em dễ hiểu. Đấy, thì bên ngoài của cái cục lọc điện này thì hoàn toàn bằng gỗ bốn bên. Đấy, và bên này thì sẽ có, anh em thể nhìn đây, bật tắt này, có cả cầu chì này, cái đường cầu chì ở đây này, có cả đường nguồn này. Cái đường nguồn này thì bên em sẽ tặng khi anh em mua những cái ổ cắm này thì bên em sẽ tặng kèm cho anh em cái nguồn bãi này, dây nguồn bãi này nhá. Rồi tiếp theo đằng sau thì anh em thể nhìn thấy ở đây sẽ có một cái vít mát. Đây là đường mát anh em nhé, đường mát để anh em nối trực tiếp vào đinh để anh em đóng, để tiếp mát ra ngoài. Đấy, có thể đóng xuống đất hoặc là nối ra cửa sổ cũng được. Đấy, để cho nó đỡ bị tê tê đấy, chứ giật thì không giật được. Đấy, ngoài ra thì anh em thể nhìn bốn cái chân cao su này rất là chắc chắn. Đây, bốn cái chân cao su rất chắc chắn, anh em thấy không? Đấy, rất là đẹp. Cái mẫu này thì em có hai loại. Đấy, cái mẫu trên tay em thì có mức giá là 1.550.000 đồng cho một bộ ổ cắm như thế này. Đấy, một bộ ổ cắm bằng gỗ anh em nhé. Đấy, thì chắc chắn là rất nhiều anh em hỏi thắc mắc là bên trong nó có những cái gì đúng không ạ. Thì xong đấy em sẽ mở ra cho anh em nhìn luôn. Ok, em sẽ mở luôn cái con này ra cho anh em nhìn. Đấy, rất nhiều, chắc chắn là rất nhiều anh em thắc mắc là cái cấu trúc lọc bên trong nó là cái gì đúng không ạ. Thì nó chính là cái con em để trước mắt anh em đây, con này là lọc điện của Mỹ anh em ạ. Coi lọc điện của Mỹ. Đây, em sẽ mở ra cho anh em nhìn cái kết cấu bên trong. Đấy, anh em thể nhìn. Nó sẽ có một cái lọc điện của Delta. Đấy, một cái lọc điện của Delta. Đấy, như một cái ổ nguyên vẹn này, cả hộp này, cả lọc này. Đấy, đầy đủ luôn cho anh em. Vậy thì ổ 6 chấu này thì sẽ có mức giá là 1.550.000 đồng. Còn anh em nào muốn mua ổ 8 chấu em có. Đấy, 8 chấu thì sẽ có mức giá là 1.650.000 đồng. Nó nhỉnh hơn cái bộ 6 chấu này 100.000 đồng thôi anh em nhá. Đấy, cũng như vậy, cũng công tắc bật tắt, cũng có cầu chì. Đấy, cũng có tiếp mát đầy đủ luôn cho anh em. Đấy, đầm khá đầm tay, nặng. Ok, thì cái con em vừa mở ra cho anh em đấy ạ. Đây, con Delta đây, anh em nhìn thấy không ạ? Bây giờ sẽ quay rõ cho anh em nhìn cái mặt trước nhá. Make in USA. Đấy,
Delta này. Delta thì một hãng rất là nổi tiếng của Mỹ rồi, thì anh em biết rồi. Delta Electric này, đây em sẽ cầm một cái con. Cầm này nặng ấy chứ, cầm cái này rất là nặng. Đấy, đây. Thì là cách kết nối. Con này thì sẽ là 30A này, chạy một triệu là điện 115 này cho đến điện 250 này. Đấy, 50 đến 60 Hz. Đây, ở đây thì ở trên này sẽ có số 1 này, 2 này, 1 2 đường vào nha anh em nhé. Đấy, chúng ta chỉ cần vặn vít ra. Vặn cái vít ra kẹp dây vào là xong. Này, 34 đây. 34. Đấy, đây là đường mát này. Đó, con này thì anh em thể nhìn kích thước của nó chỉ nằm trong lòng bàn tay thôi. Đấy, còn anh em nào muốn mua rời những cái củ này về anh em độ vào những cái vỏ hay là những cái hộp điện của anh em cũng được. Cực kỳ đơn giản. Đây anh em có thể nhìn cái cấu trúc, nhìn cái cách kết nối bên em làm. Đấy, cũng cực kỳ dễ thôi. Không có gì là khó cả. Kể cách làm cũng cực kỳ dễ. Đó. Đấy. Ngoài ra thì anh em nào muốn chơi điện 100. Điện 100 thì anh em cần là cắm vào ổ nguồn điện 100 thì nó sẽ ra điện 100. Còn anh em cắm ổ điện 220 thì nó sẽ ra điện 220 nhá. Ngoài ra thì khi anh em mà kết nối thì anh em cứ chuẩn bị cho em một cái ổ điện như này này. Đấy, còn cái này thì anh em cắm vào cho vào cái hộp. Tốt nhất là cho vào cái hộp. Vì nhiều lúc mà nhà chúng ta có trẻ nhỏ hay là người lớn tuổi không biết hay là sờ vào thì nó rất có vấn đề. Thì em cứ kiếm một hộp gỗ hoặc là một cái hộp nhựa cho vào thì nó rất là an toàn. Đấy. Hộp nhựa đấy ạ, à? Hộp điện nhựa đấy anh em. Hay là hộp gỗ như em cũng được. Đấy, tùy thuộc theo cái nhu cầu hay là cách độ chế của anh em. Còn anh em mà mua này thì nó quá là đảm bảo rồi. Khi anh em mua cái hộp gỗ này nó quá là đảm bảo. Đầu tiên là gỗ nó cách điện, cách nhiệt. Đúng không ạ? Đấy, chỉ có 1.550.000 đồng anh em đã sở hữu một cái bộ ổ cắm lọc điện sạch của Delta bãi Mỹ anh em nhá. Đấy. Lần này thì em mới về thôi, con này mới về. Hàng rất là mới. Chủ yếu sẽ là hàng tháo máy. Đấy, con này thì tháo từ trong những máy thiết bị y tế ra. Bên em khai thác được và được cho cái giá rất là ngon. Chỉ có 650.000 đồng cho một cục này. Đấy. 650 một cục anh em nhá. Đấy, và bao ship cho anh em. Bao ship luôn, đợt này bao ship cho anh em. Đó. Đây, cho anh em nhìn một vòng trước. Đấy, cực kỳ đẹp. 650 cho một cục lọc điện rời của Delta 30A. Và ổ cắm lọc điện 6 chấu có mức giá là 1.550.000 đồng. Ổ 8 chấu có mức giá là 1.650.000 đồng. Đấy, thì ngoài ra anh em nào có câu hỏi thêm về những cái cục lọc điện này hay là có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay trên màn hình Minh Nhật Audio và kèm theo số điện thoại. Đấy, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác cho các video tiếp theo.